Anh nhớ có mà ta. Ồ, rồi 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 luôn rồi luôn rồi luôn tới không chuyện luôn. Anh ơi. À 100 của em lên cao thủ 270 điểm hả? Nhờ chính của em là mới nãy gặp hả? À chính mới kim cương nữa hả? Free game rồi mọi người ơi. Free game. Nice. Good job. Amazing. Good job. Hai 2 giờ sáng mấy giờ anh dậy? Tới trưa anh mới dậy em ơi. Anh ngủ trễ. Ngon. Tôi vẫn chưa hiểu là ông này cãi lộn vụ gì, có nên tôi nên chat on để tôi hỏi không vậy? Tôi nên chat on tôi hỏi không trời. Nó tôi gần 6 rồi nè. Kéo mà nà kéo cái cây chết rồi good. Thôi bỏ đi người ơi, kéo mà không vô là thua rồi. Bỏ đi người ơi, bỏ đi. Lên tăng nha. Theo suy nghĩ của anh thì meta bây giờ con mèo con top nào ngon hả? Anh thấy con nào cũng ngon đấy em ơi. Anh đánh Skarner là con up meta mà cũng vẫn chơi được mà. Chủ yếu là do em cách chơi của em thôi. Con nào mà em thấy đánh hợp tay thì em chơi nó khỏe à. Không biết sao Camille Tron nữa. Chắc game trước ông nào bên team kia fit quá.
Xong Camille game này nó gặp nó quạo nó chon luôn á anh em. Dạng vậy á. Ừ chắc vậy quá. Không biết sao chon luôn. Vô gặp phát chon luôn mà. Đâu nói gì đâu. Mấy cái hạt kiểu này á là mấy cái hạt kiểu Camille cày lại á. Smurf run này kia nên là nó đâu có sợ đâu. Khóa hạt hay là thua game này kia nó đâu có sợ. Hạt khóa chắc on rồi hạt này. Hình như hạt khóa chắc on rồi. Đúng rồi, khóa chắc on rồi. Để hỏi thôi. Hỏi cho biết vậy thôi. Đó, tôi biết mà. Tôi biết mà, Lucian với Camille chửi lộn. Chắc là game trước Lucian gặp Camille á, xong Lucian đánh feed. Nên Camille game này kiểu bố mà gặp mày game sau là bố mày cho nữa không? Đấy. Tôi nói rồi, mấy ông này tôi rành quá trời. Hàng rành mấy ông này quá trời quá đất. Như một trò đùa. Anh Huy biết chơi đế chế không? Anh có coi đế chế nhưng mà anh không biết chơi. Anh có coi. Hồi đó anh coi anh các anh chim sẻ đi nắng chơi á. Anh chim sẻ đi nắng sinh năm 95 hay sao? Hay phết. Coi hay phết, coi cuốn phết. Không biết chơi nhưng mà coi vẫn thấy cuốn. Free game nhưng mà mất thời gian. Mấy anh em biết mà tôi làm clip thì tôi đâu có cần mấy cái game free này kiểu gì. Cái hạt này tôi cày cho chơi mà tôi đâu cần mấy cái game free này kiểu gì. Sao anh không kéo á? Kéo ai? Kéo hay kẹo? Kèo á, game này kèo vậy em khùng hả, game này bên kia nó thua bà rồi kèo nữa. Game này mà kèo trời. Mất thời gian quá. Quỷ gì thiệt. Gì? Cái gái của tôi đánh game cắt đời đẹp đẹp mà chạy.
Bò cạp phải làm thêm mấy game nữa cơ. Nãy giờ vẫn chưa game nào ưng hết á. Game thì thua, game thì xanh thì thua. Game này cũng được nè, nhưng mà không ăn được nhiều mạng lắm, mình không ưng lắm. Không ưng lắm.